Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn ba ván đấu rất hay: đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo đại chiến với trùm cờ độ Trung Quốc Ngạc Châu sư trưởng Lưu Tông Trạch. Trận đấu này diễn ra ngày hôm qua 22 tháng 8 2022. Mời các bạn thưởng thức biên bản ván 1. Sure. 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 Chẳng. Sure. 是 是
吃。 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 将军。 Chơi đến đây không còn đường chống đỡ, cho nên Ngạc Châu sư trưởng Lưu Tông Trạch đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 3 sau khi hòa nhau ở gián thứ 2.吃。 吃。 吃。 将军。 吃鸡。
吃鸡。吃。吃。吃。将军，破相。吃。吃。吃鸡。吃鸡。吃。将军，再将。Chưa đến đây, đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo đã buông cờ nhận thua. Tỷ số được quân bình 1-5, 1-5. Mời các bạn xem tiếp gián 4.
吃。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 破相。吃鸡。吃鸡。将军。吃。
吃。将军。将军。将军。将军。吃。将军。再将。主双。吃。吃。Về đến đây, bên đỏ chắc chắn sẽ mất pháo, cho nên Ngạc Châu sư trưởng đã nhận thua. Chiến thắng chung cuộc thuộc về cho tay độc Nguyễn Thành Bảo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.